Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến chia buồn, thăm hỏi và động viên hai gia đình ở huyện Văn Lâm và Khoái Châu có 3 người thân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ân cần thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với nỗi đau thương mất mát của hai gia đình, đồng thời động viên người thân của các nạn nhân cố gắng vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống và tập trung chăm lo chu đáo hậu sự cho người đã mất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao hỗ trợ của tỉnh số tiền 20 triệu đồng cho mỗi gia đình. Nhân dịp này, đại diện một số ban ngành đoàn thể tỉnh cũng bày tỏ sự cảm thông, chia buồn và trao quà cho gia đình các nạn nhân. Đại diện hai gia đình cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh và hứa sẽ cố gắng vượt qua đau thương mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh Hưng Yên dự kiến sẽ khởi công dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4, đoạn đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên vào giữa tháng 10 năm 2023. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án thành phần 2.2 vừa được Bộ Xây dựng thẩm định. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên sẽ sớm phê duyệt hồ sơ này và tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo hình thức đấu thầu. Dự kiến đến giữa tháng 10 sẽ tổ chức khởi công dự án. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng do ngân sách tỉnh thực hiện. Chiều dài tuyến mỗi bên khoảng 17,7 km, mặt cắt ngang mỗi bên 12 m, gồm 2 làn xe, đảm bảo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 6 khu công nghiệp đang hoạt động đã hoàn thiện hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục. 6 khu công nghiệp này gồm Thăng Long 2, Phố Nối A, Dệt May Phố Nối, Minh Quang Yên Mỹ và Yên Mỹ 2. Trong đó lớn nhất là hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp Thăng Long 2 có công suất 15.000 m khối trên ngày đêm. Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối có công suất 10.000 m khối trên ngày đêm. Riêng khu công nghiệp Minh Đức có các dự án thứ cấp đi vào hoạt động trước khi thành lập khu công nghiệp đang được triển khai xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung công suất 2.500 m khối trên ngày đêm và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Khu công nghiệp Sạch đang xây dựng hạ tầng với khu xử lý nước thải tập trung công suất 4.100 m khối trên ngày đêm. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Hưng Yên là một trong 26 địa phương trên toàn quốc đã hoàn thành xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân được tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, phục vụ kết nối, chia sẻ với kho dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Qua đó đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân, tái sử dụng kết quả thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công. Theo Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thực hiện thủ tục hành chính của tỉnh Hưng Yên đạt trên 90%. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Trước đó, Vịnh Hạ Long từng được hai lần công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 1994 và năm 2000. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận Di sản Thế giới bởi nơi đây chứa đựng những khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên, bao gồm nhiều đảo đá vôi có thảm thực vật che phủ và đỉnh nhọn núi đá vôi nhô lên mặt biển cùng với đặc điểm liên quan như các mái vòm và hang động. Việc được UNESCO công nhận đã đưa khu vực này trở thành Di sản Thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên của Việt Nam và là bài học kinh nghiệm hữu ích trong việc kết hợp quản lý, bảo vệ cũng như phát huy giá trị di sản thế giới. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đến nay, gia đình ông Vũ Huy Đông ở thôn Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ vẫn duy trì nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống qua 3 thế hệ. Ông Đông, năm nay 72 tuổi, chủ cơ sở sản xuất đồ chơi trung thu Đông Hạnh, cho biết nghề sản xuất đồ chơi dân gian của gia đình có cách đây hơn 40 năm. Trước kia ở đây có một hợp tác xã chuyên làm trống, nhưng sau khi tư nhân phát triển thì một số gia đình không giữ nghề này nữa, chỉ còn khoảng chục hộ bám trụ với nghề.
ông Đông là đời thứ hai và con trai ông là đời thứ ba còn giữ nghề truyền thống này. Trước đây, ông Đông chỉ sản xuất trống và mặt tễu. Từ những năm 2000 trở ra thì ông chế tạo và làm 12 con giáp đồ. Ngoài ra, ông còn làm thêm mặt nạ 3D để sinh động và phù hợp với các lớp trẻ hiện nay. Ba anh em sinh ba ở Khánh Hòa vừa có kết quả cùng trúng tuyển vào khoa học kỹ thuật hàng không, trường sĩ quan không quân, theo đuổi ước mơ nối nghiệp của người cha. Đó là ba anh em sinh ba, Trịnh Minh Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Trịnh Minh Phúc ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Cả ba sinh ra trong gia đình có bố là quân nhân chuyên nghiệp tại Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Từ bé, ba anh em thường được bố đưa vào đơn vị chơi, từ đó ba anh em đều có chung nguyện vọng giống nhau là nối nghiệp của bố. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa qua, điểm thi tổ hợp khối A của các em lần lượt là 22,15 điểm, 21,95 điểm và 22,8 điểm, vượt trên điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành kỹ thuật hàng không, trường sĩ quan không quân và đã hoàn thiện hồ sơ nhập học ở thành phố Nha Trang. Đều đặn mỗi ngày cuối tuần, hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An lại trở thành lớp học tiếng Anh miễn phí của thầy giáo Đường Minh Thông, Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn. Năm 2015, Thượng úy Thông tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân với 2 tấm bằng luật và ngôn ngữ Anh. Về công tác tại xã Hoa Sơn, anh nhận thấy học sinh tiểu học trên địa bàn xã còn có nhiều hạn chế về tiếng Anh. Tháng 3 năm 2023, sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo công an huyện và chính quyền địa phương, Thượng úy Thông mượn hội trường xã Hoa Sơn để bắt đầu mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí. Đến nay, lớp học có 30 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi theo học. Việc tiếp cận với các em nhỏ cũng giúp nâng cao công tác dân vận, gắn kết được giữa cán bộ công an xã với người dân địa phương. Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết hơn 90% dân số ở Thái Lan đang sống trong điều kiện chất lượng không khí thấp hơn tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tình trạng này có thể khiến tuổi thọ trung bình của người Thái Lan giảm 1,8 năm. Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, chủ yếu xuất phát từ hoạt động đốt rừng hoặc cây trồng, đặc biệt là cây mía, ảnh hưởng đến khoảng 44 triệu người ở Thái Lan mỗi năm. Việc tiếp xúc lâu dài với bụi mịn sẽ khiến người dân có thể mắc các bệnh mãn tính, bao gồm các vấn đề về phổi và tim. Theo Bộ Công nghiệp Thái Lan, tập quán canh tác của người dân nước này là thường đốt bỏ gốc cây sau khi thu hoạch. Phương pháp này tuy tiết kiệm chi phí nhưng lại tác động xấu đến môi trường. Theo Viện Ung thư Thái Lan, trong hơn 25 năm qua, nước này đã phải vật lộn với chất lượng không khí kém, bao gồm cả ô nhiễm bụi mịn PM2.5. Thống kê cho thấy, số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí ở Thái Lan ngày càng tăng lên. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm nay, nước này đã ghi nhận khoảng 1,7 triệu người mắc các bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí. Các dữ liệu mới được Bộ Y tế, Lao động và An sinh Xã hội Nhật Bản công bố ngày 15 tháng 9 cho thấy số người sống thọ trên 100 tuổi ở nước này ước tính ở mức kỷ lục 92.139 người, trong đó phụ nữ chiếm 88,5%. Tính đến ngày 15 tháng 9, số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản tăng 1.613 người so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu năm thứ 53 liên tiếp dữ liệu này tăng. Trung bình cứ 100.000 người tại Nhật Bản thì sẽ có 73,74 người từ 100 tuổi trở lên. Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Tổng số phụ nữ trên 100 tuổi ở Nhật Bản là 81.589 người, tăng 1.428 người so với năm ngoái. Số nam giới từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản là 10.550 người, tăng 185 người so với năm trước. Nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức cá nhân đến hoàn cảnh khó khăn của những người đang sống ở những nơi có xung đột vũ trang, một họa sĩ nổi tiếng người Pháp gốc Thụy Sĩ vừa thực hiện một tác phẩm ấn tượng trên quảng trường đối diện với trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Vốn được biết đến với những bức bích họa to lớn và nhiều ý nghĩa, hợp tác với Tổ chức Người Khuyết tật Quốc tế chuyên hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trên khắp thế giới, họa sĩ đã vẽ một bàn tay khổng lồ bằng một loại sơn thân thiện với môi trường do anh tự pha chế, chủ yếu từ phấn và than. Khi nhìn từ trên cao, có thể thấy bàn tay này như đang sửa chữa một tác phẩm sắt đặc nổi tiếng bằng gỗ mang tên Chiếc Ghế Gãy. Chiếc Ghế Gãy là một tác phẩm của nghệ sĩ người Thụy Sĩ Daniel Berset dựng lên ở quảng trường Place the Nation năm 1997, được sáng tác nhằm kêu gọi nâng cao nhận thức về tác động của bom mìn với dân thường ở các khu vực xung đột.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.